11 con 12 con, tổng cộng được 12 con nha anh em, cũng bộn nha. Đó. Đây là nào, đây là đây là nào. Đó, ok nha anh em. Xin chào tất cả anh em, thì ngày hôm nay mình lại có mặt tại hồ câu cá lóc Quy Rùa. Hồ này ở Mó Cà Nam anh em, nằm ở cầu An Vĩnh, Mó Cà Nam, ngoài quốc lộ luôn, ngoài mặt tiền đường. Thì anh em chạy ngang cái cầu đó là anh em thấy. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng là cây Majesty 2m4 nha anh em. Cái này thì cũng cần bình thường thôi. Đây. Majesty. Hàng mới khui luôn nha anh em. Ấy da. Đây. Thì cái này là cây Shimano Majesty 2m4. Thì cái này là cán bằng. Đó. Cái này thì mình có size là 2m1 với 2m4. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh thử cây 2m4 coi làm sao nha. Thì hổm là mình đã đánh cái 2m1 mà cây đai qua á anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cây Shimano, nhưng mà mình chơi 2m4 coi nó làm sao. Rồi đó giờ cũng chưa chơi 2m4 nữa, mình chơi cần ngắn không mà hôm nay chơi cần dài. Thì cái này là size ML nha anh em. Đó, size ML. Thì cái này hiện tại giá bán là như 400, 450 hay gì á. Đó, thì anh em nào thích cây này thì có thể là bấm vô cái góc trái màn hình của mình á, thì nó có số điện thoại với cái Zalo Facebook rồi đó. Thì anh em cần thì cứ bấm vô đó và liên hệ qua mình sẽ gửi cái đó cho anh em. À, thì cái này là như giá 400, 450 mình không nhớ rõ. À, đây anh em thì mình sẽ sử dụng là cái máy Shimano 4000 nha, JPE 1.5. Dạ kiều quá anh em ơi. Và mình sẽ đánh là nhái thiệt nha anh em. À, lưỡi này lưỡi pha phạm tặng đứt mấy lần rồi mà hên lụm mà được hết rồi. À, sẽ sử dụng cái lưỡi này bánh nhái thiệt. Và mình sẽ câu nhái đùng nha. Thì anh em lưu ý là mình câu cá lóc đó là mình sẽ sử dụng dây be là dây trục, và mình sẽ tóm dây leader nha anh em. Sẽ tóm leader vô nha, không leader nổ dây hết. Rồi chơi nha. Ôi, quá một đống mồi. Cắn anh nè. Đó thì anh em xả về cho đi nè, đi nè. Đó. Lắm. Một con đầu tiên nha anh em. Lần ha, im ha. Đấy, hàng anh em. Lắm. Ăn làm nha. Ăn là lụm thôi. Sĩ sợ nó không ăn, còn nó ăn là lụm hết. Vô vỏ nha anh em. Ê, ê. Cá là size này thôi, size này là vừa ăn rồi anh em. Chứ bự nữa ăn cũng không hết, nó dư ăn. Cỡ này là người con là ăn đủ rồi. Thì đây nè, mình giờ mình ế quá rồi cho nên là mình đi bê cá nha. Đó. Chưa chưa câu cần gì hả? Đây. Cần này không biết cần gì, nói chung là UL nha, cái máy chút xíu luôn. 180.000. Rồi. Máy đây qua. Rồi. Đi cà lúp. Dây 1 chấm. À. Đó. Câu cần UL nha anh em. Mình đánh mấy cây cứng không dính. Giờ ông này em đánh UL coi làm sao nha. Con này xách đi nhấp bóng tượng ngon chứ. Bóng tượng cũng khoái ăn chậm chậm vậy nè. Bóng tượng Vậy ở đây quýnh đâu có ta? Ở đây không có rồi. Mà cái hàm nào có rồi, để hoài, có hoài luôn nha. Ăn nè, con này bẩn nè. Ờ kìa, kìa. Đó. Đi rồi, đi dây kìa anh em coi đi dây kìa. Chỉnh đầu cần kìa, được cần bún bún kìa. Kích cho nó nuốt. Rồi. Yeah, đơn giản anh em. Đó, đơn giản chưa? Quá đơn giản luôn, nuốt mất tiêu luôn. Rồi nuốt tới bụng luôn, tới bao tử luôn. Con này chết rồi. Đó, thấy ghê lợi hại chưa? Nuốt nè. Này JPE này nuốt nó cắn ngay đứt dây này nha. Ok. Ghê thiệt. Còn con cá lóc tự nhiên mình á là nó cắn hụt trong nó nằm nó đợi luôn. Ủa? Đây. Nó cắn hụt nó nằm đó nó đợi xong rồi ông đi ông quăng lại, ông kéo mày lên nữa nó cắn lại. Cắn hả? Chạy nè. Họ đi rồi Không giật đi. Có xả dây không? Nè ra dây nè. Anh em coi ra dây nè. Căng lên vậy cho kích con cá nuốt nha. Đó. À, chạy cho tới ống răng luôn rồi. Đó. Coi lọt cần anh em coi lọt cần kìa. Rồi lộn. Đó, này chú Hồ chỉ chiêu bắt cá chú Hồ nha. Đó, thấy ghê không? Quá ghê thiệt. Ghê môn này ghê thiệt. Chiêu quá nha anh em. Rồi thì bây giờ mình mượn đồ nghề chú Hồ mình chơi luôn nha. Chú Hồ quánh máy tay phải luôn nè. Mình chơi luôn là mình câu là cũng dữ lắm, cho nên là phải tái cũng chơi á. Đó. Thì đụng đáy là nhích phải không? Đụng đáy là nhích nha anh em. À, giờ tới mượn chừng này đi bắt cá bự nè. Ăn nè. Rồi sao nó ngừng rồi giật hả? Nó ăn rồi anh em. Ôi lộm. Ô ghê cái cần công nè anh em. Cảm giác quả hay không? Ghê. Đặc quá không? Trời ơi. À, cảm giác ghê anh em. Đây rồi, câu là con vít này nè anh em, vít hết nè. Hỏi vít hết không? Nhưng mà nói chung là con vít anh em, cái cục chì với cái lưỡi vậy nè, móc thêm cục mồi mềm vô. Ok. Đây. Giờ ổng lấy cần mình là cá ăn đóng luôn nè. Không nổi này con nào cũng chơi được đơn ông ơi. Đó, nhái thiệt nhái giả rồi mồi vít UNL ML vô cũng chơi được hết trơn á. Ghê thiệt. Ghê. Đi vàng. Tiếp nha anh em, cái này nó ăn quá rồi mình sẽ mượn mình làm thêm con nữa nha. Đó, để mình tập cái cảm giác chơi với con này nha anh em. Cái này thấy cũng ổn nè. Tào lao mới dùng xuống ăn luôn, quần què hả? Ăn rồi anh em. Mới chọi xuống ăn rồi nè. Quái thiệt chứ. Đi nè. Trời ơi nhả kìa ơi. Trời ơi vụt anh em ơi. Lại nha anh em. Nãy xảy rồi giờ lại nha. Mới trời ơi mồi đang rớt xuống nó chụp. Mà nó khôn quá nó không nuốt, nó ngậm nó chạy không anh, mà chắc nó ngậm cái đuôi đó anh em, cho nên là nó nhả. Với phần mình cũng chưa có gành cái bộ môn này, chưa gành cái bộ môn vít này nè, cho nên là nó cũng có hơi bỡ ngỡ, để mình tập lại. Ăn nữa nè. Ăn nữa rồi. Rồi vô rồi, anh em vô rồi nè. Vô rồi. Đó, lo nè. Nè, ý. Đó, ấy. Đó, ghị ghê anh em. Rồi cái cần mềm đúng là cảm giác anh em ơi. Ồ. Đó. Con nữa nha. Mình làm đi quảng cáo cái cần này mà mình câu cái cần kia không à. Để mốt mình đem theo cái cần này nữa mình quảng cáo mới được. Đó, có lý nha. Cắn nữa gì vậy? Cắn nữa anh em. Nó đang mồi đang rớt xuống cắn nè, rút nè. Đó anh em thấy cái đọt cần không? Đó bị đọt cần kìa. Kìa. Ơi. Đứt dây rồi. Sao nó cắn đứt BE không? Đứt. Con nó ngậm rồi á. Ừ. Nè anh em, cái dây BE thì nó thật sự nó tải rất là cao. Nhưng mà do mình á, là mình không có tóm leader. Anh em không có tóm cái dây leader vô á, thì con cá nó sẽ cắn đứt. Này con này chắc nó nuốt quá, nó nuốt ngầm lâu quá. Nó nuốt vô á anh em là nó ăn anh em đóng là đứt dây à. Này coi UL mà đóng nhẹ hiệu luôn mà vẫn đứt nè. Đó chịu ăn ghê đời. Đường cắn 2-3 cái luôn. Mà không phải dây nhả không? Không phải dây nhả. Còn á. Nè cắn nữa nè anh em, cắn nè. Rồi mình giật con này nữa về nha anh em. Nè. Đó lo nè. Đó. Anh em thấy không, đóng cái cứng ngắt cái gần cong vòng cái gần nè. Rồi về mình chịu rồi nó vô rồi. Rồi nuốt luôn rồi, ói luôn rồi. Đó. Thấy cái môn này dễ không anh em? Đây là bào chủ hồ là tới công chuyện luôn á anh em. Ok anh em ha. Môn này là bào chủ hồ nha. Nha quả nè. Xảo ra không? Sức á anh em. 3 tiếng nha. Thôi cho coi mé thôi, coi nhiều quá người ta nói mình vào cá chủ hồ. Mé vậy thôi nha anh em. Nói chung là câu cũng dính nhiều lắm mà mình quay nó hơi bị ít. Tại vì lo câu không à, ghiền câu lo câu không à. Câu cá bự nhưng mà câu cá nhỏ không ta? Bỏ, tôi câu cá làm khôn không. À. Rồi thôi chút về mình đổ cho anh em coi nha. Rồi bây giờ quay thành quả nha anh em. Đây, một con. Cá bên này không bự nha anh em, con giòn à. Chưa hết nhảy rồi, đừng nhảy. Làm im nó điếm cái ơi. 2 con rồi nha. 3 con. 4 con. 5 con. 6 con. 7 con. Câu này là mình câu một sức á anh em. Một sức nó 3 tiếng á, 180.000. 7 con phải không? 8 con. Phải không? 9 con. 10 con. 11 con. 12 con, tổng cộng được 12 con nha anh em. Cũng bộn nha. Đó. Đây là. Đó, ok nha anh em. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.